Hello mọi người. Mọi người thấy em Thu Mì không? Em Thu Mì đang hớt hải không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay lại được theo chân anh Hùng đi mua vuông hoàng đế mọi người. Đấy mọi người nhìn đằng sau à. Đồ biển. Đây đây là tôm gì đổ mát. Đây. Cái con cứ tăng nhiệt đi nhá. Mọi người. Ủa con cua gì anh ơi? Hả? Đây chỉ là cua biển bình thường thôi. Đây mới là cua hoàng đế này. Đây chỉ là cua biển bình thường thôi mọi người. Chỗ kia lóc hoàng đế. Cua hoàng đế mọi người ơi. Đây là tôm hùm của anh. Đây là tôm hùm. Kia tôm hùm to kìa, đây tôm hùm bé. Tôm hùm đây là kiểu như tôm hùm nhỏ mọi người ạ. Đây là tôm hùm to kìa. 20 đồng một heo. Là 400.000 trở cân. Một triệu một cân. Tôm hùm này to. Tôm hùm này cũng mắc to mọi người ạ. Đây. Ở bên dưới này cũng mắc to luôn mọi người. Chợ thì cũng giống như các cái chợ khác thôi. Đây mọi người có thể nhìn lại đây là thịt cá đông lạnh đó. Chung là nó cũng giống kiểu mấy cái siêu thị ở Việt Nam thôi mọi người. Cá kiểu như cá mương ở miền Bắc gọi là cá mương. Đây là kiểu đây cá bà sa mọi người. Chị Hà bảo thế quân chả biết, không biết đây là cái gì, đi hỏi được chị Hà không biết đây là cái gì. Ui ồ mọi người ơi, như đây là cá mặt trăng này nào. Đùa chứ nhìn tên này đọc vẫn chưa hiểu mấy. Ok. Đồ hộp. Đây là kiểu hoa quả hộp. Nước. Uống không? Tôi bóc cho mọi người. Ok. Xem nào. Mì à? Mì này không thích để cay hay không. Bim bim mọi người ơi. Bim bim bên này to lắm. Gói to mà kiểu nhiều lắm chứ nó không đóng giống ở Việt Nam mình đâu được mấy miếng. Đúng kiểu mấy cái người quảng cáo mì. Chỗ này có 900 tỷ loại. 900 tỷ loại mì luôn. Nó cũng không khác gì nhiều so với những cái chợ mà Quân đã từng đi với anh Hùng. Đây là cái khu mì mọi người ạ. Ui ơi, bên này 900 tỷ nhưng bên này khoảng 901. Đấy mọi người có thể nhìn. Còn bên này là bánh mì nhá. Bánh mì thì Quân không thích quay đâu. Quân không thích ăn bánh mì. Nói thế thôi nhưng vẫn phải ăn đấy. Lắm hôm nước cốt dừa này ở bên này bao nhiêu? 2 đồng nó 40.000. Đắt như Việt Nam nhỉ? Toàn cái đồ hộp gì? Hoa quả. Ô cái nước này. Nước xoài mọi người ạ. Một loạt luôn. Quanh thì có một vài thứ. Đây là bánh quy. Đúng rồi, đây là bánh quy đúng rồi. Nếu mình không nhầm thì đây là bánh quy. Còn đây là kẹo thuốc lá. Mấy ông bà lớn tuổi. Ông bà Quân hay gọi đây là kiểu kẹo thuốc lá. Tại vì nó tròn tròn đấy mọi người. Đây. Bim bim. Đây. Mít thấy đây một cái gian này là chỗ
đồ sấy với cả nước mắm với nước ở trên này mà ghi má ghi đấy mà mọi người có biết không? Mọi người không biết, mọi người còn nhớ cái quảng cáo mà ghi má ghi không? Cái này cái chợ này con thấy nó kiểu nó sắp xếp theo kiểu cái này nhìn hay chưa, cái này như kiểu là cái để cuộn cuộn đem cuốn ấy. Nó sắp xếp theo kiểu là nó gọn gàng hơn mấy cái chợ mà con đi ấy. Nói chung thì ở đâu thì nó cũng quá giống nhau à, cả thôi à. Nước mắm à, nước mắm mọi người ơi, nước mắm nhưng mà lại còn có cả hương dứa. Miến chả cái gì là không có cả. Bên này chả cái gì là không có. Ông nào ăn bánh cuốn, ông nào ăn bánh cuốn cái này đi. Biết cái gì không mọi người? Hành khô để ăn bánh cuốn mọi người. Kiếm cái gì mới quay thiên đường mì tôm đây. Em cho các bạn xem thiên đường mì tôm rồi. Đây, mọi người nhìn em xung mì đi. Em xung mì thì cái này đúng thiên đường ăn vặt ha. Toàn đồ ăn vặt không mà. Đồ khô rồi nước ngọt các thứ rồi hoa quả đóng hộp các thứ nhiều lắm anh ạ. Đây, đằng sau này dành cho mấy ông nhậu, đậu phộng với cả đậu phộng hạt điều. Thiên đường của các loại bánh mọi người ơi. Bánh hạt sen. Đây là bánh cái gì nhỉ? Khoai môn. Quân đang định bảo mọi người đây là bò khô nhưng mà đây nó là quả óc chó nhá mọi người. Bên này là bánh của người Tây mà. Cái bánh này ăn ngọt lắm, Quân ăn rồi. Tiếp theo đi mọi người hãy cùng đi theo. Đây là bánh phỏng. Các bà các mẹ hay đi chợ về mua đây. Bánh phỏng mọi người ạ. Đây chính là bánh nhãn. Bánh nhãn ở quê. Đây chả biết bánh gì, bánh hình tròn. Cũng chả có cái gì nhiều. Mọi thứ đều giống như các cái chợ khác thôi. Măng mọi người ạ, măng. Mọi thứ đều giống như các cái chợ khác. Ủa, đũa sắc màu mọi người nhé. Tại vì con ở cùng anh chị cho nên là những cái việc đi chợ đi búa này thì mình chỉ gọi là đi để chơi để cho biết thôi. Nêu ý kiến nếu mà thích ăn cái gì uống cái gì thì nêu ý kiến là anh chị hợp lý anh chị sẽ mua về cả nhà ăn các thứ. Không phải nước mắm mọi người ạ, đây là nước dâu. Đùa, mỗi lần mà đi vào những cái gian hàng nước này là thèm lắm nhưng mà không dám uống, sợ to bụng. Lắm người có hại. Nước tăng lực. Quân không dám uống nước ngọt mấy. Mỗi lần uống nước ngọt là cảm giác như kiểu mình nó sướng ấy mọi người ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng mới uống thôi, sợ to bụng. Hôm nay đi mãi quá chưa kịp cạo râu. Râu này nó không phải là con cố tình để đâu mà tại vì hai hôm nay làm ở chỗ tiệm phở ấy cũng mệt.
và cũng chả nhớ đồng cạo râu nữa, đi chợ luôn quên không cạo râu, không nghĩ là sẽ quay cho mọi người xem đồ. Con chỉ muốn mua hết về con uống thôi ấy. Nhưng mà ấy lắm, sợ nên có được uống trộm rồi, cái này quá này bé. Mọi người ơi, nó cấm quay phim hay sao ấy, Quân chán biết đâu. Chỗ này cấm quay phim hay sao mọi người. Thôi thì nói chung là hôm nay đi để giới thiệu cho mọi người cái chợ này. Chợ này xa lắm, chợ này xa chỗ Quân ở lắm, chỗ nhà anh Hùng ấy. Chợ này mất một tiếng để đi xe ô tô luôn ấy. Thì muốn quay cái chợ mới cho mọi người xem. Nhưng ở đây thì nó không làm đồ ăn thử, không ăn trực được. Thì nói chung là quay cho mọi người biết thêm thôi. Ở đây Quân khá hài lòng nhất là tại vì nó bán đồ tươi sống nhiều loại. Quân nhìn thấy cái bảo vệ thôi, khả năng Quân phải bye bye mọi người thôi. Cảm ơn mọi người nhé. Quân phải cất điện thoại nhanh không là bị chết, nó bắt điện thoại đấy. Bye bye.